hướng dẫn bốc lại bát hương thần linh thổ công cuối năm đúng và đầy đủ nhất. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh chia sẻ thông tin hữu ích về tử vi, phong thủy và tâm linh hàng đầu Việt Nam. Thưa quý vị, được sự tư vấn trực tiếp từ thầy Gia Cát và các thầy phong thủy nổi tiếng ở Việt Nam trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Ngày hôm nay thì Phong Thủy Gia Cát sẽ gửi đến quý vị và các bạn video hướng dẫn bốc lại bát hương thần linh thổ công cuối năm đầy đủ và chính xác nhất. Như quý vị đã biết thì việc thờ cúng gia tiên thần linh là truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam chúng ta, được lưu truyền từ đời này qua đời khác, là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, vẫn được dùng để gian dạy con cháu sau này. Với mục đích ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, của gia tiên tiền tổ, cùng xem những chia sẻ ngay sau đây để hiểu được cách bốc bát hương thổ công quý vị nhé! Thổ công hay còn được gọi với tên gọi khác quen thuộc là thổ địa hay thổ thần. Ngài là một vị thần trong tín ngưỡng châu Á, có tác dụng cai quản bảo vệ đất đai, vườn tược của gia chủ. Theo người xưa kể lại thì thổ công rất thích chơi đùa với trẻ con và đặc biệt là thích ăn. Dân gian ta vẫn có câu, đất có thổ công, sông có hà bá, nghĩa là trong một phạm vi nào đó, ở đó sẽ có vị thần cai quản tương ứng, cần phải thờ thổ công trong nhà, vì ông là người cai quản đất đai, sự an ổn, giúp xua đuổi tà ma, không cho âm hồn vào trong nhà gây xáo trộn. Vì thế mà mỗi khi gia chủ có ý định làm những việc đụng chạm đến đất đai như xây nhà, đào ao, đào giếng thì cần phải cúng thổ công để làm lễ động thổ. Vị trí đặt bát hương thần linh thổ công trên ban thờ gia tiên. Bát hương thần linh thổ công nằm chính giữa hai bát hương bà cô tổ và bát hương gia tiên, đặt ở miếu thần linh 3 chấm. Để chuẩn bị cho việc bốc bát hương thần linh, ta cần chuẩn bị những vật phẩm sau. Cốt thất bảo phải là cốt thất bảo chuẩn, gạo vàng thần tài, cho nếp, ngũ vị hương, trầm, bật lửa, rượu trắng, hương hoa, trà, đồ lễ vân vân, cụ thể như sau. Gà luộc 1 con, 1 đĩa thịt quay hoặc thịt luộc, 1 đĩa bánh bao chay 5 hoặc 15 chiếc, 1 đĩa chè, thuốc, trầu cao, 1 mâm cơm, canh, xôi 2 đĩa, 2 đĩa hoa quả, mỗi đĩa 5 hoặc 15 quả, bánh kẹo, rượu, 1 đĩa gạo, 1 đĩa muối, hoa 5 hoặc 15 bông nên sử dụng số bông lẻ, 1 đèn dầu, 2 cốc nến hoặc cây nến, đồ mã gồm có 5 đinh tiền vàng, bộ quần áo ông bà tiền chủ hậu chủ, 2 vàng hoa đỏ đại, 2 vàng ngũ phương, 3 tập tiền tào quan. Ngoài ra quý vị và các bạn cũng cần phải chuẩn bị thêm hương, chuông lệnh, chuông hiệu nếu có, chậu sạch, khăn sạch, rượu gừng hoặc rượu ngũ vị hương. Sau khi chuẩn bị xong đồ lễ, ta tiến hành bốc bát hương cho ban thờ thần linh gia tiên, thờ 2 bát hương. Để chuẩn bị bốc bát hương được hanh thông thuận lợi, ta cần chuẩn bị những vật phẩm, thất bảo, gạo vàng thần tài, ngũ vị hương, cho nếp, tờ di hiệu, giấy trang kim, trầm sông, tài liệu hướng dẫn bốc bát hương theo văn khấn. 1. Thất bảo. Thất bảo bao gồm 7 bảo vật của nhân gian, tượng trưng cho tinh khí của trời đất hội tụ. Thất bảo là một trong những vật phẩm không thể thiếu khi bốc lại bát hương. Để cho bát hương được linh thiêng, bắt buộc trong bát hương phải có thất bảo. Thất bảo bao gồm những thứ sau. Vàng, ngũ hành thuộc kim, là một trong những bảo vật đặc trưng của đất trời, không bị biến sắc, không bị nhiễm tạp, bảo vật dẫn khí, nạp tài, tượng trưng cho sự bình an và tài phú. Bạc, ngũ hành thuộc kim, là bảo vật của đất, đại diện cho sự mộc mạc, chất phát, ánh sáng của trí tuệ, mang ý nghĩa là sức khỏe, trường thọ và an lạc. Hổ phách, ngũ hành thuộc mộc, là bảo vật của mộc, kết tinh qua hàng triệu năm mà thành. Hổ phách cất giữ linh khí của mộc, được tôi luyện nên có tượng trưng cho sự hòa hợp và may mắn. Ngọc phỉ thúy, ngũ hành thuộc mộc, là báu vật được hình thành trong quá trình kiến tạo lớp vỏ trái đất. Ngọc phỉ thúy tượng trưng cho quyền lực quý phái, mang lại may mắn và bình an. San hô đỏ, ngũ hành thuộc hỏa, là một trong những bảo vật quý hiếm với sự kết tinh của vũ trụ. San hô đỏ giúp mang lại may mắn, kỵ tà, thanh lịch. Đá mã não đỏ, ngũ hành thuộc thổ, là một dạng khác của đá thạch anh, nên mã não mang đầy đủ những năng lượng phong thủy tích cực. Mã não tượng trưng cho hạnh phúc, tốt lành và hưng thịnh. Ngọc trai tự nhiên, ngũ hành thuộc thủy, là một trong những báu vật kết tinh của biển cả bao la, có ngũ sắc lấp lánh khi đưa ra ánh sáng, tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Ngoài ra trong gói thất bảo của Phong Thủy Gia Cát còn có thêm một chỉ ngũ sắc theo sự tư vấn của thầy Gia Cát. Sử dụng chỉ ngũ sắc trong bát hương để điều hòa ngũ hành, kỵ tà, mang lại sự linh thiêng của bát hương. 2. Gạo vàng thần tài.
Gạo vàng thần tài được xem là một vật thần kỳ, cực kỳ may mắn. Nó được chế tạo từ cát và đá tự nhiên thuần khiết. Mỗi công đoạn chế tác đều vận dụng các nguyên lý ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ một cách nghiêm túc. Sự linh nghiệm đặc biệt của gạo vàng thần tài được sử dụng trong việc kích tài. Vậy nên đây chính là vật phẩm cần phải có trong mỗi gia đình, đặc biệt là trong việc bốc lại bát hương và kích tài cho bát hương vào ngày mùng 1 và rằm hàng tháng. 3. Ngũ vị hương là vật phẩm phong thủy dùng để bốc lại bát hương và bao sái bát hương cũng như ban thờ. Ngũ vị hương bao gồm các loại hương liệu thảo mộc quý, được dùng rất nhiều trong phong thủy như tẩy uế xông khí khi vào nhà mới, bốc lại bát hương, pha với rượu để bao sái bát hương, lau dọn ban thờ cho sạch sẽ, thơm tho. Khi có ngũ vị hương trong bát hương sẽ không còn bị tạp chất, sạch sẽ và thơm tho hơn, mang lại sự linh thiêng cho ban thờ của bạn. 4. Tờ di hiệu. Tờ di hiệu bát hương là tờ giấy được in thành màu vàng, được viết bằng chữ Hán Đông đỏ. Bộ di hiệu thường được sử dụng để viết tên người được gia đình thờ cúng và đi kèm với đó chính là bộ thất bảo. Trong gói thất bảo mà thầy Gia Cát đã cung cấp thì có kèm theo tờ di hiệu và cách ghi di hiệu chi tiết cho từng bát hương. 5. Giấy trang kim. Giấy trang kim là loại giấy có một mặt trắng kim, màu vàng, chuyên dùng khi bốc bát hương hoặc cho vào tiểu khi bốc mộ. Lớp giấy lâu ngày phân hủy hết nhưng còn lại lớp kim sẽ bọc lấy bảo vệ xương cốt. Mọi người nên dùng loại trang kim chuyên dùng, không nên dùng loại giấy bạc bình thường, sẽ không tiêu được lớp giấy. Giấy trang kim chuẩn được phong thủy Gia Cát gửi kèm trong gói thất bảo mà quý vị đã thỉnh là thứ không thể thiếu để bảo vệ cho thất bảo khỏi tạp chất, tạp khí. Trầm sông. Gỗ trầm hương làm thắc khói với hương thơm đặc biệt vốn được xem là có khả năng giúp tẩy hung khí, uế khí trong nhà. Ngoài ra sản phẩm này còn được giữ cân bằng năng lượng. Vì vậy mà thắc khói trầm hương có công dụng giúp tụ khí, vượng khí trong nhà, làm tăng may mắn, tài lộc cho gia chủ. Sau khi bốc lại bát hương, cần phải sử dụng nụ trầm để xông khí tẩy uế cho bát hương sạch sẽ trước khi dâng lên ban thờ. 7. Tài liệu hướng dẫn quy trình bốc bát hương và văn khấn bốc bát hương. Những tài liệu này đã được phong thủy Gia Cát gửi kèm với bộ thất bảo để đảm bảo cho quý vị bốc bát hương được chuẩn chỉnh và chính xác nhất. Sau khi chuẩn bị đầy đủ lễ vật và vật phẩm để bốc lại bát hương, chúng ta bắt đầu tiến hành bốc bát hương theo quy trình sau. Bát hương thần linh thủ công ghi phụng thờ thần linh thổ địa chư vị tôn thần, hoặc ghi phụng thờ định phúc táo quân chư vị tôn thần. Ghi xong di hiệu, ta tiến hành làm theo các bước sau. Bước 1. Sàng cho, chuẩn bị ngũ vị hương, thất bảo, trầm, gạo vàng thần tài, viết di hiệu, bật lửa, hương. Bước 2. Sau khi sàng lọc cho nếp sạch sẽ, chúng ta tiến hành trộn cho với ngũ vị hương. Trong quá trình trộn cho nếp với ngũ vị hương, tâm ý phải hợp nhất, toàn tâm toàn ý nghĩ về việc bốc bát hương, khi đó bát hương mới có linh ứng. Ngoài ra phải đọc ngũ bộ chú trong quá trình trộn cho nếp như hướng dẫn mà thầy Gia Cát và phong thủy Gia Cát đã có hướng dẫn gửi kèm trong bộ thất bảo. Sau khi trộn cho nếp đều với ngũ vị hương, cho nếp từ màu đen tuyền chuyển sang có ánh vàng của bột ngũ vị hương và có hương thơm dễ chịu. Trộn đều cho nếp với ngũ vị hương xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 3. Gói thất bảo. Trong bộ cốt thất bảo mà phong thủy Gia Cát gửi cho các bạn, có kèm theo hai tờ di hiệu và tờ giấy trang kim, cộng với một nụ trầm để xông bát hương. Quý vị và các bạn bóc gói thất bảo ra, lấy tờ di hiệu ghi tên bát hương thờ ai như hướng dẫn của phong thủy Gia Cát đã gửi kèm trong gói thất bảo. Sau đó gấp gói thất bảo lại, đặt vào mặt sau của tờ di hiệu, gấp tờ di hiệu làm 3 theo chiều ngang, sau đó gấp đều theo chiều dọc của tờ di hiệu từ dưới lên trên. Gấp xong tờ di hiệu, chúng ta lấy tờ giấy trang kim đặt ngược lên bàn, đặt tờ di hiệu đã gói thất bảo vào, sau đó gấp sao cho vuông vắn đẹp đẽ. Khi đã gấp xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4. Khi đã bao sái tẩy uế bát hương sạch sẽ bằng rượu ngũ vị hoặc rượu gừng, ta đặt bát hương lên bàn sạch sẽ và tiến hành bốc bát hương. Đầu tiên, chúng ta rắc một ít gạo vàng thần tài xuống đáy bát hương khoảng 1/3 gói. Tiếp theo, chúng ta đặt gói thất bảo vào chính giữa bát hương, sao cho đầu dưới của thất bảo hướng về mặt nguyệt bát hương. Đặt xong thất bảo, ta tiến hành bốc từng bốc cho nếp vào trong bát hương. Khi cho nếp đến khoảng một nửa bát hương, ta dừng lại, rắc tiếp 1/3 gói gạo vàng thần tài đều lên trên bề mặt cho nếp. Tiếp đến, lại bốc cho vào bát hương. Khi cho nếp đến miệng bát hương thì lại tiếp tục rắc số gạo vàng còn lại vào trong bát hương. Lưu ý, ở giữa bát hương nên rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn những chỗ khác để khi đặt cây trầm lên, xông bát hương không bị hóa, cắm hương sẽ bị đổ, gây nên sự lo sợ cho chính gia chủ.
Để tránh việc này, chúng ta cần phải rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn ở giữa. Để khi trầm song song không bị hóa bát hương, sau khi rắc gạo vàng thần tài hết ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 5. Vệ sinh sạch sẽ bát hương và song trầm tẩy uế cho bát hương. Trong quá trình bốc bát hương, cho nếp có thể làm bẩn bát hương. Quý vị và các bạn hãy dùng khăn sạch, sử dụng nước ngũ vị hương hoặc rượu gừng. Để lau lại toàn bộ bát hương, sau khi lau chùi sạch sẽ bát hương, đặt bát hương lên trên bàn sạch sẽ và nên dùng vải đỏ làm khăn trải bàn. Để nụ trầm mà phong thủy lộc tài gửi kèm trong hộp thất bảo vào chính giữa bát hương để xông khí tẩy uế cho bát hương. Đợi cho nụ trầm cháy hết, ta tiến hành dâng bát hương lên ban thờ và cắm hương. Sau khi bốc xong bát hương thổ công, ta tiến hành dâng bát hương thổ công lên trên bàn thờ. Tùy vào vị trí thờ cúng mà bát hương thổ công được đặt khác nhau. Với bàn thờ thờ ba bát hương thì bát hương thổ công nằm ở giữa hai bát. Với bàn thờ thờ hai bát thì bát hương thổ công nằm ở đằng sau. Tùy theo cách sắp xếp và bàn thờ mà ta đặt bát hương thổ công ở vị trí hợp lý theo bố cục phong thủy. Sau khi an vị bát hương, ta tiến hành thắp hương. Ta cắm 5 que hương theo thứ tự sau. Que 1 ở giữa, que thứ 2 ở phía sau bên phải, que thứ 3 ở phía trước bên phải, que thứ 4 ở phía sau bên trái, que thứ 5 ở phía trước bên trái. Quý vị có thể quan sát ở trên màn hình lúc này, quý vị nên chụp lại để tránh bị nhầm lẫn. Sau khi thắp hương xong, ta tiến hành đọc khấn theo bài văn khấn mà phong thủy Gia Cát gửi kèm cho quý vị trong bộ bốc bát hương. Khấn xong, ta chờ cháy hết hãy hóa vàng mã, hạ đồ lễ. Như vậy, phong thủy Gia Cát đã hướng dẫn cho quý vị xong cách tự bốc lại bát hương thần linh, thổ công cuối năm. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, hy vọng rằng qua video chia sẻ của thầy Gia Cát cùng với đội ngũ của mình thì quý vị đã hoàn toàn có thể tự tin làm được mà không cần phải nhờ đến thầy, gây tốn kém chi phí rất nhiều. Trong quá trình bốc lại bát hương thì nếu như mà quý vị có bất kỳ một thắc mắc, hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về việc bốc bát hương cũng như là tư vấn những vấn đề thờ cúng khác. Quý vị hãy để lại ý kiến của mình trong ô bình luận ở phía dưới để chương trình của chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi.